Đoàn tàn độc ra tay hại bố vợ A Hề. Chỉ vì tiền, vì quyền lực mà cuối cùng tên Đoàn đã bán linh hồn cho quỷ dữ, trở thành một loài cầm thú tàn độc vô nhân tính. Mặc những lời can ngăn của bố vợ, Đoàn vẫn quyết định xưng vương xưng bá để thoát khỏi cái bóng của lão Hề. Nhưng ông Hề cũng không muốn chính tên Đoàn sẽ làm lộ ra những bí mật quá khứ của mình. Lão đã ra sức ngăn cản. Chính lúc này tên Đoàn đã ra tay tàn độc sát hại bố vợ, hòng có thể một mình độc chiếm trong vùng. Vậy là cuối cùng câu chuyện của quá khứ đã dần hé lộ. Trùm cuối đã xuất hiện chính là lão Hề, là một địa chủ trong vùng với lớp vỏ bọc là các công ty nông sản xây dựng. Nhưng hắn lại có một khối tài sản kếch xù cùng với một số vốn lớn ở doanh nghiệp Bình Hà top 10 của tỉnh. Thực ra tất cả mọi thứ đều là lớp vỏ. Năm xưa lão Hề đã từng là trùm buôn ma túy trong vùng đầy tinh vi, khi lợi dụng cả ông Lang Tâm, bố của Phương, để biến các gói thuốc của ông Tâm thành món hàng vận chuyển mà không ai hay biết. Và để rồi khi đã nắm trong tay được một số tiền khổng lồ, hắn đã quyết định rửa tay gác kiếm. Nhưng đời cha ăn mặn, đời con khát nước, sa vào kiếm tiền gieo rắc cái chết trắng này đâu phải muốn dừng là được. Nghiệp đời nó sẽ đeo đuổi, và đó chính là Đoàn, đứa con rể của hắn. Đoàn luôn tham vọng sẽ nắm tiền và quyền lực trong tay, và sẽ có một ngày hắn sẽ độc bá xưng vương. Hắn lấy hoa ban là có mục đích, và sau đó là bao nhiêu năm hắn nhẫn nhục chịu đựng nghe lời của lão Hề để rồi dựa hơi để quan hệ. Và đúng lúc này, khi đã thâu tóm được các đường dây trong vùng, thiết lập được các mối quan hệ, Đoàn đã quyết định khẳng định mình. Nhưng lúc này lão Hề lại ra sức cấm cản, bởi lão linh tính có một điểm dữ đang tới, đặc biệt là những bí mật của quá khứ. Nhưng Đoàn không chịu, hắn cứ nghĩ lão Hề đang ra sức kìm kẹp hắn. Khi thấy lão Hề cản trở, Đoàn bắt đầu trở nên đầy căm hận. Hắn đã ra tay để tiễn lão Hề đi. Đoàn đã mua chuộc A Sú, kẻ hầu của lão Hề, bỏ loại chất độc vào trong rượu, và điều này đã khiến cho lão u ớ. Chưa dừng lại, hắn đã soạn sẵn một bản di chúc thừa kế để lại. Trong giây phút lão còn u ớ, Đoàn đã ra mặt ép hắn ký và cầm tay chỉ điểm. Như vậy là Đoàn đã biến thành một con súc vật vô nhân tính. Hắn đã giết bố vợ và thâu tóm toàn bộ tài sản về tay mình. Hắn còn sắp xếp mọi việc khiến cho Hoa Ban cũng như những cô con gái và cậu Cương không dám mở mồm. Và xem như cái chết của cha là một tai nạn khiến cho vụ án cũng chìm xuống không ai điều tra. Nhưng cuộc đời đâu có dễ vậy. Liệu rằng tên Đoàn sẽ phải trả giá đắt ra sao?